Hello, mấy chào các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở chỗ đường Hùng Vương nè các bạn, đường Hùng Vương của quận 5 các bạn. Trời, quá trời còn có biển người luôn các bạn ơi, người ta họ đổ đi về quê đó các bạn. Trời, khủng khiếp luôn các bạn ơi, giờ này 4 giờ mấy gần 5 giờ chiều rồi mà các bạn. Đây là người ta đổ đi đường, người ta đi về quê rồi các bạn. Đó các bạn, đổ về quê rồi các bạn. Quay rồi các bạn xem nha. Hôm nay là những ngày 25 Tết rồi các bạn. Cận Tết rồi, có những công nhân, những công ty họ cho công nhân nghỉ về quê hết rồi các bạn. Bữa nay là thứ bảy rồi. Ủa bữa nay là Chủ nhật rồi. Cho nên họ được nghỉ luôn á, chứ mà thứ hai thì họ sẽ qua ngày 20 mấy Tết cho nên họ nghỉ ngày hôm nay luôn rồi các bạn. Cho nên là họ đã về quê luôn họ. Quá trời đường đông luôn các bạn. Mình đi xích về đây, mình đứng ở chỗ này cho người ta chạy xe. Mình đứng ở đó bị kẹt xe ngon đó. Đây là cái mặt thôi nha. Đó, góc này đẹp hơn. Đây là 2 chiều 25 Tết rồi đó các bạn. Ở đây là đường Nguyễn Tri Phương nè các bạn. Ở đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương với Hùng Vương đó các bạn. Sài Gòn mình hôm nay ăn một cái Tết buồn luôn các bạn ơi, công nhân thất nghiệp quá trời luôn. Rồi công ty họ không có đơn hàng nữa, sa thải công nhân quá trời nhiều luôn các bạn. Những ngày hôm nay là công nhân này là họ về quê trễ rồi đó các bạn. Họ đã về trước là những người từng rầu hết rồi đó các bạn. Công nhân họ không có tiền mua đi mua vé xe nên họ phải lập những thành nhóm đó các bạn, họ đi về. Họ đi về Đắk Lắk, Đắk Nông rồi các bạn, khu vực miền Đông Nam Bộ mà các bạn. Tây Nguyên vậy. Vì vé xe hôm nay những ngày cuối năm này quá trời đắt đó các bạn. Công nhân họ mua không nổi vé xe cho nên là họ lập những nhóm đi xe Honda, đi xe gắn máy về quê luôn các bạn. Trong này là có mình thấy có những đoàn mà đi mang ba lô đồ đông, nó đi từng nhóm rồi. Có chắc lẽ là họ đi về quê nữa các bạn. Năm nay làm cuối 11 năm mà công nhân lại không có tiền để mua vé xe về quê luôn các bạn. Một năm quá tiêu điều, một năm quá sơ sát luôn các bạn. Đây. Công nhân làm nguyên một năm mà lại không có tiền để mua vé xe về quê, khổ quá khổ luôn mà công nhân. Đó các bạn, đây là họ chở đồ đi về quê nè các bạn. Đó, họ lập thành những nhóm họ đi đặng cho đừng có giao thông đó các bạn, với đi từng nhóm như vậy nó sẽ an toàn hơn mình đi riêng lẻ các bạn. Nó đi về những khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông, Đắk Lắk các bạn. 400-500 cây số họ vẫn chạy xe đi về quê. Xa khủng khiếp đúng không ạ? Đúng là Sài Gòn hoa lệ, hoa của người giàu lại là nước mắt của những người nghèo đó các bạn. Người phải nói là nghèo, nghèo đến mức cùng cực luôn các bạn. Người dân mình hôm nay quá nghèo, quá khổ các bạn.
đường giờ này càng về chiều đường càng đông. Trời người các bạn ơi, chỗ này có những mà rất bay những xe ôm công nghệ, giờ này thấy những người lớn tuổi cũng vẫn còn miệt mài để chở đồ chở khách luôn mà ra kiếm tiền, kiếm những đồng tiền những ngày cuối năm này để trang trải cho gia đình các bạn. Đó, xe buýt giờ này hôm nay vẫn còn chạy nữa nè, đó là xe buýt. Đường càng về chiều càng đường càng đông các bạn, hay là những quán này lên lề chạy luôn, thì xe buýt họ lắng quá, cái con xe buýt họ lắng kinh khủng, lắng hết cái làn xe buýt, nói luôn mấy bác tài xế hấp dại lắm các bạn, mà nói thẳng luôn quá mất dạy á xe buýt. Đây hướng ngược lại là lên cầu Nguyễn Tri Phương các bạn, mình đi qua quận 8 rồi các bạn, qua bến xe quận 8 các bạn, hay qua quận 8 mình đi thẳng luôn ra Nguyễn Văn Linh, bây giờ về miền Tây mình đó các bạn. Đây là ngã tư Nguyễn Tri Phương với Hùng Vương các bạn, mình đang đứng ngay góc ngã tư Nguyễn Tri Phương với Hùng Vương. Càng về chiều lượng xe càng đông đó các bạn, xe càng khủng khiếp luôn. Sài Gòn mình có taxi xanh đó các bạn, với Grab bay và Grab bằng điện của hãng Bát Nhật Vượng nhà mình đó. Lượng xe càng ngày càng đông đó các bạn ha. Ở nhà mình thấy buổi chiều lúc này gần 5 giờ mà người ta mình nộp người ta kéo về quê, kéo ra về quê các bạn. Nếu mà như vậy trong vòng 2 ngày nó Sài Gòn sẽ trống luôn các bạn, không còn người ta đâu. Đó, trời đẹp các bạn. Đứng ngay góc này cũng đẹp mấy nè. Nó hướng cái trụ điện. Lượng xe càng ngày càng đông nữa các bạn, lượng xe không dứt nổi mà, lượng xe càng ngày càng đông. Nãy giờ mình đứng ở đây khoảng chừng 10 phút rồi các bạn, mà lượng xe không thể nào mà không có hết cái kẹt cái nổi luôn các bạn, quá trời lượng người ta đổ càng ngày càng đông luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không, có lượng xe càng ngày càng dày, cái khoảng cách càng khít hơn không ạ, không giãn ra nổi luôn ạ. Quá trời lượng xe này, nó đổ vô về các bạn, người ta kéo nhau về quê quá trời đông nữa mà. Lượng người càng ngày càng dày càng đông. Đây là xe ôm xanh, nó xe ôm công nghệ xanh của Bắc Vượng đó các bạn đó. Các bạn thấy không, một đoạn dài tới ở ngoài kia luôn đó các bạn,
Thế mà Nguyễn Trãi đó luôn đó các bạn, hướng này hướng Nguyễn Trãi về bệnh viện Nguyễn Tri Phương đó các bạn. Đó, tới mà bệnh viện Nguyễn Tri Phương phải rồi, nhìn thấy không, giống như một biển người luôn đó các bạn. Xin kết thúc video đây nha các bạn.